anh lớn anh nghe lời anh qua bên này ngồi trước đây không giờ con biết tôi là cái gì luôn. Anh lớn anh qua bên này đó nhóm mua tụi con tách ra đây để cho nghệ sĩ vô mời cho đó con. Mấy người lớn lớn mình qua bên này đi mấy anh chị bự bự rồi đó. Dạ chị Hằng, em yêu chị nhất trên đời. Lớn coi như là lớn con thôi chứ không phải tên, lớn tuổi, lớn tên. Đó, lớn tên. Đừng có nói lớn tuổi nha. Dạ hắm đầu, dạ hắm đầu. Mày mấy anh chị lớn lớn. Thành viên nó nói mấy người nào lớn lớn á, chị liếc qua nó mới nói là người nào lớn tên chứ không phải lớn tuổi. Nó hai cái đó tỷ lệ thuận với nhau mà. Rồi đăng kiểm tra rồi mọi người. 27 bạn đi về đủ chưa? Chưa. Đi về mới đủ chưa? Chưa còn mấy bạn đang quay. Còn mấy bạn đang quay clip 4-5 bạn gì? Không ở ngoài phố đi bộ cũng khỏe. Cho nên cái tiết mục của 28 bạn này tập sau rồi em cái. Không phải sinh hoạt. Được rồi, anh đi về sao rồi? 30 đó. Hello, chào cả nhà anh Sáu ở trên đồi nha. Một ngày mới vui vẻ nha. Bữa tối mà chương trình chào siêu blogger Bùi Trung Đảng. Bữa nào vậy? Bữa nào 2 giờ sáng không? Chưa có. Không được. Anh qua cái. Có ông nội mẹo. Ông nội mẹo đó mày. Thuận ơi Thuận, em làm vợ Chung Vàng á, cái em đi ra chỗ khác lên trên thì phía trên phải không? Chứ đây là người ta Chung Vàng không à. Còn... ông nội mẹo kìa. Ở đây còn bạn nào tính thi Chung Vàng nữa không? Đi vô trong ngồi. Ở đây là những gương mặt mà nó đã ủa này đâu phải Chung Vàng đâu. Em là Chung Chùa. Đó là những gương mặt đã trở nên là đi ra đi lên trời ơi người ta lên trên không được bên này mới ngồi qua bên kia đi lên sao tút coi sao kìa hành dưới kìa chỗ âm thanh ở trên nó làm YouTube cho lên nữa âm thanh á. Đó, những gương mặt đã không còn xa lạ với quý vị khán giả truyền hình trong 17 năm qua. Còn đây là những gương mặt đang canh me. Canh me giật cái chuông. Rồi tớp bên đây là mình còn 27 phải không? 28. Không bé lắm, có một tài. Nhưng mà còn anh coi còn 4-5 đứa đang quay clip ngoài phố đi bộ. Là bây giờ còn thiếu 4 bạn. Chuyển khoản sau nha. Hôm nay chúng ta đang nguyên nữa đó. Cho nên là muốn tập trung các bạn lại để sinh hoạt đàng hoàng. Cho nó ổn định cái tình hình để mình không có là tối ngày mai sân khấu rất là phức tạp. Cho nên là trước tiên thì các anh em nghệ sĩ lớn cũng như các bạn Chung Vàng cũng xứng sinh hoạt với các bạn làm một điều là do làm tính chất chương trình ngày mai chúng ta có gần 100 người trên sân khấu. Hiện nay là các bạn đã thấy rằng là rất là đông, cho nên là chúng tôi mong rằng các bạn Chung Vàng đó, các ngôi sao mình đó là chúng ta không dẫn người nhà theo, các bạn không dẫn người hóa trang theo. Ở đây là các bạn nếu như các bạn nào nghệ sĩ nào có hóa trang đề nghị xin hóa trang ở nhà, không dẫn người nhà theo, tại vì chúng ta không còn chỗ để ngồi nữa. Cho nên là chúng tôi đã thiết kế cả hai hành lang hai bên hông này cho bố và người nhà người và các bạn nào đó cho cần thiết đó là chúng ta chuẩn bị tiết mục theo vào sân khấu, còn những tiết mục là chưa chuẩn bị thì chúng ta ở ngoài chờ trước cho hay sẵn. Tại vì tôi biết rằng cái nhóm chủ nhà mà gơ đã thì nó như cái chợ Bến Thành rồi, cho nên là tôi biết, cho nên tôi chuẩn bị xử, chưa thấy xử hết rồi. Cho nên là các bạn thống nhất dùm tôi là chúng ta sẽ chuẩn bị tiết mục, chúng ta sẽ vào sân khấu và tiết mục là chưa vào thì chúng ta ở ngoài để cho mình thống nhất và người nhà nhất quát là người nhà không được dẫn vô. Tại vì các bạn không cảm được là cái này chúng ta không còn chỗ để ngồi nữa.
Cho nên điều này chúng tôi muốn sinh hoạt các bạn, điều này là để đánh được cái điều đó. Là người nhà chúng ta có dẫn vô thì các bạn sẽ lấy vé. Sau đây thì các bạn nào cần nhu cầu vé thì chúng tôi sẽ gửi vé mời đến các bạn, thì các bạn mời mời người nhà vào đây. Tại vì ngày mai đó thì bên tài trợ người ta cũng có đến dự, tại vì đây là cái cuộc hậu mộ La Gala. Có thể nói là chúng ta làm 17 năm chưa vàng, chúng ta làm được cái gala như thế này thì chúng tôi không biết rằng có gặp lại các bạn lần cuối nữa không. Vì hy vọng rằng chúng ta còn gặp nhau năm 20 năm dịch trời chưa vàng cổ. Thì sao đó, lần nữa không chứ lần cuối không nghe ghê quá. Các bạn đó, thì hy vọng rằng 20 năm chúng ta sẽ gặp lại rồi để chúng ta cùng ủng hộ nhau. Không, đó là hết tuổi rồi, đuối lắm rồi, giờ khỏe lắm rồi. Thật ra là điều đó là chúng tôi rất là tất nhiên là chúng tôi rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian về đây để được tham gia một cái chương trình gala hội tụ chủ đề như thế này. Thì trước tiên, điều trước tiên là tôi nói thật sự mà nói là tôi rất cảm ơn các bạn. Và điều thứ hai nữa, cho phép tôi xin lỗi một số bạn trong chủ đề chúng bạn mà tôi sắp xếp không đồng bộ. Trong đây tôi có lỗi một vài người thì thật sự là nói là tôi không thể nào sắp công bằng được hết, tại vì quá đông. Ngồi mà 3 ngày 3 đêm tôi ngồi tôi sắp bài ca cho các bạn không, tôi đau bằng luôn và đau đầu ghê lắm. Thì ai hát như thế nào đây, cho nên là các bạn thông cảm cho tôi. Có những bạn là hiện nay là tham gia chương trình này nhưng các bạn xuất hiện không được nhiều, ca không được nhiều như những bạn khác. Thì trước tiên thì nó là người thực hiện chương trình thì tôi xin được xin lỗi các bạn. Và tôi chỉ hứa với các bạn một điều, hiện nay các bạn nào tham gia trong chương trình này mà cá ức thì tôi sẽ trả các bạn vào chương trình tháng 10, tháng 11. Đó là điều hứa trên điểm của tôi. Mong rằng các bạn thông cảm và vui để cùng tham gia chương trình này. Nếu thấy mình có ra ức mà có tiểu vui vẻ không đi vô đó thì cũng thông cảm cho tôi ha. Tại vì giờ tôi không biết cách nào không nữa, quá trời lắm rồi. Riêng anh Mẹo thì tôi sẽ trả riêng cái giờ trang tháng 8, tháng 9 luôn. Cho mình anh Mẹo hát 2 giờ trang đó luôn. Ở đây đâu ai hát nhiều đâu. Không, nhưng mà anh em được vô được cổ, còn có những anh em không có vô được cổ. Không trả, ví dụ một số anh em tôi biết, tôi vẫn ngồi hoài mà. Phần cuối cùng vẫn không ra nữa mà. Tôi vẫn còn nữa, tôi vẫn ngồi. Ráng đi, sắp 8 phút rồi. Ráng đi, sắp 8 phút rồi. Đó thì tôi sẽ trả. Đó là về mặt tình cảm anh em mình nói với nhau ha. Là tôi sẽ thấy chứ không tôi không thấy. Và khi tôi thấy tôi sẽ trả nào. Đó là điều anh em yên tâm. Những anh em nào mà không có tham gia được nhiều trong chương trình này thì sẽ được trả nào thôi. Cái thứ hai thì do đây là tính chất cái chương trình này nó hoành tráng quy mô, cho nên là các bạn nhớ dùm tôi rằng chúng ta tập trung để chúng ta tập. Và các bạn có những bạn sẽ ra xuất hiện 3 lần trong chương trình tối nay, thì đề nghị là tất cả cái chương trình chúng ta là dành cái đêm tối.